Chào toàn thể các bác đam mê radio cassette nhé. Nay em lại lên cho bác con Soly CFS1133S. Con này thì loa còn rất đẹp, cục giữa thì hơi kém tí thôi. Đấy, còn loa còn đẹp, lưới nguyên bản chưa sơn. Con này em lấy về sao nó nguyên bản như vậy. Đấy, trên dưới đây, có mặt trên cục giữa này nó có xước tí. Loa bên này này đẹp, keng xe beng đấy, nó có xước, nó xước một ít đấy. Quay mặt lưng cho các bác nhé, các bác thấy không, con này hoạt động hoàn hảo, radio led băng chạy ngon. Đây em test băng luôn cho các bác nhé, em test tua trước này, bác thấy tua chưa, tua tiến này, và lay này. Con này đặc biệt, con này hoành tráng bởi vì là hai loa nó to, dòng này hai loa nó to gần bằng cục giữa. Con này 60, chiều dài 60, loa cục giữa này chênh nhau đúng có khoảng 5 phân nên là nó rất dài nhé. Để em quay xe này các bác xem. Đấy, rất dài bằng đây. Đặc biệt con này là loa zin mạch đẹp, nguồn zin mạch zin nhá. Con này nói chung con này được cái là zin tất, chỉ có hình thức là nó theo thời gian nó hơi cũ xuống thôi, nhưng mà con này là khá đẹp. Đang ép em này, có những phản ứng mà nó không mong muốn. Dâu zin nhá, ăn teng zin luôn nhá. Là rất rất nhiều sản phẩm như này. Làm cách nào cho thời gian đứng lại, lại khoa học vẫn đi tìm lời giải đáp, đáng cùng nhau vượt qua nhiều chướng ngại, ngại đương đầu nắng mưa lẫn bão táp. Anh chào anh ngoài mà anh sắt thép, và bên trong tôi suối đêm, và ngắm đêm mà cứ đẹp, và mang vàng hay đi dép, thời gian ơi. À không, tức là 28 triệu đô la Mỹ tiền viện trợ nhân đạo cho Syria để đáp ứng yêu cầu. Chiến lược không hề thay đổi, nhưng chính sách và tính toán của Ankara giờ đã có những bước chuyển đáng kể. Này in em test rồi nghe rất hay nhá. Hai em này. Cũng là lúc các động thái của Putin trở nên quyết liệt hơn để chứng minh cho những luận điểm của mình cũng như duy trì các mục tiêu chiến lược. Về phía em không nên khuyên anh cưới Lan. Sắp cưới Lan đúng không ạ? À? Lay in các bác gạt lên nước trên này, nhưng lay in test ngoài rồi nhá. Lay in các bác an tâm, tiếng hay. Thì cho em về với test băng này.
Đặc biệt con này đầu từ còn đẹp nhé, đầu từ còn 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 đẹp nên là loa rất cân. Còn bình thường đầu từ nó mà mòn là loa sẽ bị lệch vế. Con này nghe hay các bạn, con này nghe tiếng hay đấy. Em đặc biệt em kèm dây nguồn dài 1,5 mét nhá, 1,5 mét 2 mét đấy. Em không đo nhưng mà nó tối thiểu của nó phải là 1,5 mét. Khả năng dây này được 1,5 mét. Các bác nào lấy con này thì IB em nhá. Con này giá 1 triệu, bác nào chuyển khoản bao ship luôn, bao ship khắp mọi miền tổ quốc nhá. Cảm ơn các bác đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bác ở clip.